Hà Nam phong tỏa thôn nơi bệnh nhân Covid-19 sinh sống. Một F1 trong khu cách ly ở Nghệ An dương tính Covid-19. Ca tử vong và nhiễm Covid-19 của Ấn Độ tăng kỷ lục. Giá tăng gấp 10 lần, người Ấn Độ quay cuồng trong cơn khát oxy. Cụ ông Ấn Độ 105 tuổi đánh bại Covid-19. Thế giới ngủ quen trước khi áp mộng Covid-19 ập đến Ấn Độ. Nhìn thảm kịch Covid-19 ở Ấn Độ, các nước láng giềng lo ngay ngáy. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Covid-19 tối 29 tháng 4 của DKN TV. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam đã quyết định tạm thời phong tỏa thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, nơi nam thanh niên dương tính với SARS-CoV-2 sinh sống. Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hà Nam cho biết, sau khi xác định nam thanh niên ở xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân dương tính lần một với SARS-CoV-2, đơn vị này đã họp khẩn và triển khai các biện pháp phòng dịch chống COVID-19. Theo báo cáo dịch tễ của Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân, nam thanh niên dương tính với SARS-CoV-2 là anh NVD có lịch sử di chuyển tiếp xúc phức tạp. Anh Đê là công nhân vừa từ Nhật Bản về nước, hoàn thành cách ly tập trung tại Đà Nẵng. Khi cách ly, anh Đê đã được xét nghiệm COVID-19 tất cả 3 lần và đều cho kết quả âm tính. Ngày 22 tháng 4, anh Đê trở về Hà Nam. 3 ngày sau, khi thấy anh Đê có biểu hiện sốt, bố của bệnh nhân đã ra trạm y tế xã khai báo. Sau đó, trạm y tế xã đã đến khám, xác định anh Đê sốt 38,2 độ C và họng đỏ. Đến sáng 28 tháng 4, anh D được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm tại CDC Hà Nam và cho kết quả dương tính lần một với SARS-CoV-2. Sau khi có kết quả, ngay trong đêm 28 tháng 4, ngành y tế huyện Lý Nhân đã thực hiện điều tra dịch tễ, truy vết khoanh vùng và tạm thời phong tỏa khu vực thôn Quan Nhân. Đến 9 giờ sáng 29 tháng 4, cơ quan chức năng đã xác định được 32 trường hợp F1, hơn 200 trường hợp F2. Trước tình hình cấp bách hiện nay ở Hà Nam, ông Nguyễn Trọng Khải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ phòng chống dịch ở mức cao nhất với phương châm phòng dịch không có ngày với đêm. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc chuẩn bị các cơ sở vật chất, đặc biệt là ở các cơ sở thực hiện cách ly. Trong trường hợp số lượng người cách ly đông, Sở Y tế Hà Nam sẽ đề nghị tỉnh cho cách ly tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam. Ngày 29 tháng 4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, kết quả xét nghiệm những người từ Nhật Bản về Nghệ An đang được cách ly, có một ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2. Người này là F1 của bệnh nhân 2795 ở Nhật Bản về khu cách ly tại Nghệ An, từng hai lần xét nghiệm âm tính và hôm nay xét nghiệm dương tính. Trước đó, tối 14 tháng 4, tỉnh Nghệ An đón 224 người từ Nhật Bản về sân bay Vinh, thành phố Vinh để đưa đến khu cách ly y tế tại điểm khách sạn Mường Thanh Con Cuông, huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An và xét nghiệm. Trong số đó, có hai người dương tính với SARS-CoV-2 là bệnh nhân 2766 và bệnh nhân 2767. Ít ngày sau, ngày 20 tháng 4, tiếp tục xét nghiệm có thêm một người dương tính là bệnh nhân 2795. Như vậy đến nay, tại Nghệ An đã phát hiện 4 ca dương tính là bệnh nhân 2766, 2767, 2795 và ca hôm nay trong khu cách ly và là những người từ Nhật Bản về Nghệ An. Bộ Y tế Ấn Độ hôm nay cho biết, nước này ghi nhận thêm 379.459 ca nhiễm và 3.647 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 18.368.096 và 204.812 người. Tình hình đại dịch tại Ấn Độ tiếp tục tồi tệ khi đánh dấu ngày thứ 8 liên tiếp ca nhiễm mới vượt 300.000. Nước này lần đầu ghi nhận cột mốc nghiệt ngã vào ngày 22 tháng 4 khi 314.835 ca nhiễm được báo cáo. Ấn Độ, quốc gia gần 1,4 tỷ dân, hôm 28 tháng 4 đã trở thành nước thứ tư ghi nhận trên 200.000 ca tử vong do Covid-19 sau Mỹ, Brazil và Mexico. Hôm qua cũng là ngày đầu tiên ca tử vong hàng ngày ở Ấn Độ vượt 3.000 ca thêm gần 270.000 người bình phục, nâng tổng số người bình phục lên hơn 15 triệu. Ấn Độ hiện còn hơn 3 triệu ca dương tính đang điều trị. Maharashtra, Delhi và Uttar Pradesh nằm trong số 10 bang chiếm 78,53% số ca tử vong do COVID-19 mới được báo cáo, theo Bộ Y tế. Maharashtra báo cáo ca nhiễm hàng ngày cao nhất là hơn 66.000, tiếp đó là Uttar Pradesh với gần 33.000 người, trong khi đó Kerala báo cáo con số tương đương. Ấn Độ hôm qua bắt đầu quy trình cho phép tất cả các công dân trên 18 tuổi được tiêm phòng COVID-19 bắt đầu từ ngày 1 tháng 5. Tất cả công dân trên 18 tuổi đăng ký tiêm vaccine qua mạng. Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, những cuộc bầu cử địa phương và sự kiện tụ tập đông người như lễ hội Kumela tại thành phố Hariwa hay lễ hành hương Amana ở vùng Kashmir vẫn diễn ra có thể khiến tình hình thêm tồi tệ. Giá oxy tại Ấn Độ đã bị đẩy lên gấp 10 lần trong cơn khát của người dân giữa lúc dịch COVID-19 bùng phát. Theo Guardian, trong hơn 2 tuần, các cuộc gọi liên tục đổ về điện thoại của Mohit Arora. Có ngày anh nhận được hơn 1.000 cuộc gọi. Tất cả đều đang tìm kiếm thứ được quý như vàng và rất khan hiếm tại Ấn Độ lúc này, đó là oxy. Chúng tôi nhận được 1.000 cuộc gọi mỗi ngày, nhưng chúng tôi chỉ có thể cung cấp 10 đến 15 bình oxy mỗi ngày. Thật sự rất đau lòng. Mọi người gọi điện tới, khóc lóc trên điện thoại, cầu xin oxy suốt cả đêm. Anh nói. Aurora làm việc cho Siwa Setka Trust, tổ chức phân phối bình oxy miễn phí trên khắp New Delhi. Tuy nhiên, năng lực của tổ chức vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu về oxy ngày càng tăng. Khi làn sóng Covid-19 thứ hai càn quét Ấn Độ trong những ngày qua, thủ đô New Delhi đã rơi vào tình trạng thiếu oxy trầm trọng. Số ca nhiễm tăng vọt trong khi nguồn cung oxy vơi dần, thậm chí tại một số bệnh viện cạn kiệt hoàn toàn khiến bệnh nhân chết ngay trên giường bệnh. Do các bệnh viện và giường điều trị tích cực dành cho bệnh nhân Covid-19 ở New Delhi bị quá tải, các bác sĩ buộc phải chỉ định bệnh nhân tự tìm oxy cho mình. Do vậy, nhu cầu đối với bình oxy đã tăng lên mức chưa từng có. Một số nhà cung cấp oxy tại thị trường chợ đen đã đẩy giá một bình oxy từ 80 USD lên 970 USD. Tuy nhiên, một đội quân oxy đã vào cuộc, cung cấp bình và nạp oxy miễn phí cho những người đang cần. Aurora chia sẻ, tình hình ở New Delhi vô cùng khủng khiếp, bệnh nhân chết trên đường, bên ngoài bệnh viện khi họ không thể nhận được lượng oxy cần thiết. Chúng tôi đã làm những gì tốt nhất có thể, nhưng thật đau đớn khi phải từ chối vì chúng tôi không có đủ oxy mỗi ngày. Đôi khi chúng tôi phải tắt điện thoại để nghỉ ngơi dù chỉ trong nửa tiếng. Aurora nói thêm, Gần đây, ngay cả những bệnh viện tư nhân lớn nhất ở New Delhi như Vedanta cũng gọi điện thông báo với chúng tôi rằng họ đang thiếu oxy và đề nghị chúng tôi giúp cung cấp bình oxy khẩn cấp. Arora cho biết, rõ ràng là cả chính quyền trung ương và tiểu bang đều không làm được, do vậy các tổ chức phi chính phủ nhỏ và dân sự phải cố gắng tham gia và làm tất cả những gì có thể, nhưng vẫn chưa đủ, thậm chí gần như không đủ để lấp đầy khoảng trống. Siwa Satka Trust là một trong số các tổ chức tình nguyện cho biết họ ngày càng khó khăn hơn để tìm mua oxy từ các nhà máy công nghiệp. Các quy định của chính phủ yêu cầu các nhà máy phải bán oxy trực tiếp cho bệnh viện, thay vì nạp đầy các bình oxy riêng lẻ, nhưng hầu hết bệnh nhân cần oxy lại không thể nhập viện. Cuộc khủng hoảng oxy tại Ấn Độ đã trở nên nghiêm trọng đến mức cộng đồng quốc tế bắt đầu vào cuộc hỗ trợ nước này. Tổ chức Y tế Thế giới, WHO gửi 4.000 máy tạo oxy, tách oxy từ không khí, trong khi các quốc gia gồm Đức, Singapore, Mỹ, Anh và thậm chí cả những nước nhỏ như Vương quốc láng giềng Bhutan đều cam kết cung cấp oxy và máy tạo oxy cho Ấn Độ. Gian Khalik, từ tổ chức Madrasa Amania Trust, là một trong những người đã giúp phân phát bình oxy miễn phí trên khắp New Delhi. Khalik làm việc với một tổ chức phi chính phủ khác, Asma Isa Foundation, bắt đầu mua bình oxy từ tháng 2 và hiện phân phối khoảng 200 bình oxy miễn phí trên khắp Delhi. Nhưng Khalik cho biết không thể đáp ứng được tất cả yêu cầu và cần ít nhất 5.000 bình oxy để đáp ứng nhu cầu hiện tại. Khalik nói, trong nhiều trường hợp, Tôi đã khóc sau khi nghe mọi người yêu cầu, không đúng nghĩa là cầu xin một bình oxy để cứu những người thân của họ. Sau khi ngắt điện thoại, có lúc tôi khóc suốt 10 phút, sau đó lại bắt đầu nhận cuộc gọi. Thật sự không thể chịu nổi khi nghe những lời van xin, những tiếng kêu khóc, cầu xin oxy, sẵn sàng trả bất cứ thứ gì, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đổi lấy một bình oxy nặng 10 kg. Mohamed Nauman thuộc tổ chức Asthma ISA Foundation cho biết, các tình nguyện viên, những người đang bỏ tiền túi để mua các bình oxy và nạp đầy đã không ngủ vì liên tục nhận được các cuộc gọi cung cấp oxy suốt 24 giờ. Nauman cho biết, việc tìm oxy ngày càng khó khăn hơn trong khi nhu cầu rất cao. Chúng tôi lo lắng mỗi ngày rằng chúng tôi sẽ không thể có được những gì chúng tôi cần vì nguồn oxy ngày càng ít đi. Nauman nói, chúng tôi cảm thấy bất lực. Chúng tôi muốn cung cấp oxy cho tất cả những người gọi đến nhưng không có cách nào, chúng tôi không đủ. Không chỉ thủ đô New Delhi đang gặp khó khăn về nguồn cung oxy, ở Uttar Pradesh, một trong những bang đông dân nhất của Ấn Độ, thành phố Agra, quê hương của lăng mộ Taj Mahal nổi tiếng, cũng thiếu oxy trầm trọng. Mặc dù Thủ yến bang Uttar Pradesh Yogi Adityana nhấn mạnh rằng bang không thiếu oxy và dọa sẽ có hành động pháp lý đối với các bệnh viện được cho là đang cạn kiệt oxy, những người sống ở Agra đều lên tiếng về tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng. Nhà hoạt động Narendra Kumar Paras, người đang giúp phân phối oxy toàn thành phố, cho biết ông nhận được 900 cuộc gọi mỗi ngày, nhưng chỉ có thể trả lời khoảng 500 cuộc trong số đó. Paras cho biết, Hàng nghìn người đang xếp hàng mỗi ngày tại trung tâm oxy để lấy oxy cho người thân mà không thực hiện giãn cách xã hội. Hôm 27 tháng 4, một cuộc hỗn chiến bạo lực đã xảy ra tại một trung tâm oxy và một người đàn ông đã hét lên, có thể bắn tôi nhưng đừng ngăn tôi lấy bình oxy. Paras nói, tôi đã tiếp xúc với rất nhiều người không lấy được oxy trong 3 ngày qua, thật đau lòng. Mọi người cứ gọi cho tôi là khóc, nhiều khi có cả trẻ con gọi cho tôi khóc nhờ tôi mang oxy để cứu bố mẹ chúng. Paras cho biết một số bệnh viện ở Agra đã gọi cho anh vì không còn oxy. Paras nói, lãnh đạo bệnh viện cũng bức xúc, họ cầu xin chính quyền rằng họ không có oxy, họ bất lực đến mức phải gọi cho tôi để giúp cung cấp oxy cho bệnh nhân của họ. Tại Jansi, một thành phố bị ảnh hưởng nặng nề khác ở Uttar Pradesh, sinh viên Akash Parasha đã giúp cung cấp oxy cho hơn 1.500 người dân địa phương. Parasha cho biết, người dân ở đây đang cần oxy, nhưng vì chính quyền không thể giúp họ nên mọi người phải từ biệt những người thân vì không thể nhận được oxy mà họ cần. Cụ ông Denu Umaji Chavan, 105 tuổi và vợ Motabai, 95 tuổi, ở bang Maharashtra, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh, đã đánh bại COVID-19. Vợ chồng ông Chavan được xác định dương tính nCoV và đứa con cái đưa tới bệnh viện công ở huyện Latu hôm 25 tháng 3 sau 10 ngày điều trị, vợ chồng ông được xuất viện với kết quả âm tính và hoàn toàn bình phục. Chúng tôi đã khám cho họ, họ lúc đó bị sốt và khó thở. Hai vợ chồng được cho thở oxy và thi thoảng được tiêm thuốc kháng sinh, bác sĩ Sudi Deshmukh hôm 28 tháng 4 cho hay. Cặp vợ chồng mong sự hồi phục của họ sẽ mang lại hy vọng cho đất nước, nơi đang là vùng dịch thứ hai thế giới và chứng kiến đợt bùng phát tồi tệ nhất những ngày gần đây. Tôi muốn nói với mọi người rằng bố mẹ tôi đều lớn tuổi cả rồi, nhưng họ đã đánh bại Covid-19. Vì vậy, mọi người đừng hoảng loạn nếu dương tính với virus. Hãy tin vào khả năng hồi phục của chính mình tới bệnh viện ngay lập tức và điều trị. Suresh Chavan, con trai của cặp vợ chồng cho hay. Tình hình đại dịch tại Ấn Độ tiếp tục tồi tệ khi hôm nay đánh dấu ngày thứ 8 liên tiếp ca nhiễm mới vượt 300.000. Maharashtra là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Sau khi ngủ quên trước những cảnh báo về nguy cơ đại dịch, cả Ấn Độ và thế giới giờ mới gấp rút chống đỡ với cơn ác mộng tồi tệ. Đợt bùng phát COVID-19 mạnh ở Ấn Độ là một lời cảnh tỉnh nghiêm trọng. Số ca nhiễm tăng vọt trong mùa xuân là một điều bất ngờ, khi chỉ vài tháng trước, Ấn Độ chứng kiến số ca nhiễm hàng ngày giảm mạnh một cách bí ẩn. Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ vài tuần trước, khi số ca nhiễm bắt đầu tăng lên hồi giữa tháng 3. Đến tháng 4, số ca nhiễm hàng ngày đã chạm mức 100.000 cao hơn đỉnh điểm hồi tháng 9 năm 2020. Chỉ trong thời gian ngắn, số ca nhiễm mới tăng gấp 3 lần, cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới và chiếm 39% số ca nhiễm hàng ngày của toàn cầu. Số người chết của Ấn Độ giờ hơn 200.000 nhưng có nhiều nghi vấn số ca tử vong thực tế cao gấp 30 lần lên tới 6 triệu. Đợt bùng phát mới dường như là kết quả của nhiều yếu tố từ biến chủng dễ lây lan, tiêm chủng chậm chạp và nới lỏng các hạn chế mà chuyên gia từng cảnh báo. Tuy nhiên, Adam Taylor, nhà phân tích của Washington Post, cho rằng có lẽ phần lớn thế giới đã ngủ quên trước đại dịch. Khi các nước như Mỹ bắt đầu ghi nhận kết quả đáng khích lệ từ chiến dịch tiêm chủng đại trà, mạng xã hội Ấn Độ tràn ngập những câu chuyện về tình trạng thiếu nguyên liệu sản xuất vaccine và oxy. Những câu chuyện về biến chủng mới dễ lây lan có tên B1617 cũng phủ kín các trang báo toàn cầu cho tới tuần trước, thế giới mới thực sự có hành động khi các nước như Anh và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cam kết hỗ trợ máy tạo oxy hoặc máy thở. Ngay cả Trung Quốc, giữa cuộc tranh chấp biên giới với Ấn Độ cũng đề nghị gửi vaccine cho nước láng giềng nhưng không nêu chi tiết. Quốc gia được chú ý nhiều nhất là Mỹ, Ngày 26 tháng 3, Tổng thống Joe Biden nói với Thủ tướng Narendra Modi rằng Mỹ sẽ cung cấp nguồn cung oxy, vật liệu sản xuất vaccine và liệu pháp điều trị, đồng thời cho biết Washington sẽ chia sẻ 60 triệu liều vaccine AstraZeneca cho các nước có nhu cầu. Tuy nhiên, nhiều người đặt câu hỏi liệu sự giúp đỡ từ Mỹ và các nước có quá ít và quá muộn hay không? Đặc biệt, không ít người bày tỏ phẫn nộ với Mỹ vì không nhanh chóng hỗ trợ Ấn Độ ngay sau khi nhận định nước này là một đồng minh quan trọng ở châu Á. thậm chí nhiều quan chức Ấn Độ cũng tỏ ra bất ngờ với tốc độ của Mỹ. Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là phản ứng chậm chạp của Mỹ, nó đã tạo ra một số hiểu lầm trong dư luận và đôi khi còn gây rắc rối. Một quan chức Ấn Độ nói với One Street Journal nhiều người ở Mỹ cũng có cùng suy nghĩ. Thomas Wright, thành viên cấp cao Viện Brookings, ngày 26 tháng 4 đăng tweet rằng quyết định chia sẻ vaccine là đúng đắn, nhưng chính quyền sẽ nhận được ít tín nhiệm hơn rất nhiều khi làm vào lúc này sau khi chịu áp lực lớn, thay vì một tuần trước đó. Tình huống này một lần nữa làm dấy lên các câu hỏi về chính sách vaccine của Mỹ, trong đó tập trung vào trong nước và phần lớn bỏ qua các vấn đề về nguồn cung vaccine toàn cầu, ngoại trừ cam kết hỗ trợ 4 triệu USD cho COVAX. Các nhà chỉ trích, trong đó có nhà lập pháp Anh Claudia Webb, chỉ ra rằng Mỹ và nhiều nước giàu khác đã không ủng hộ đề xuất từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ với vaccine COVID-19. Một vấn đề khác khiến Mỹ vất phải chỉ trích là quy định kiểm soát nghiêm ngặt của nước này. Ada Punawala, giám đốc điều hành viện Serum, nhà sản xuất vaccine hàng đầu Ấn Độ, nói chính các vấn đề về nguồn cung bắt nguồn từ đạo luật sản xuất quốc phòng, trong đó hạn chế xuất khẩu các vật liệu quan trọng để sản xuất vaccine. Quan chức Mỹ đã phủ nhận cáo buộc về sử dụng đạo luật sản xuất quốc phòng nhưng từ chối trả lời các câu hỏi về từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ. Nhà trắng cũng thừa nhận 10 triệu liều AstraZeneca có thể mất vài tuần trước khi được chuyển tới các nước có nhu cầu. Nhưng Mỹ không phải nước duy nhất hành động chậm chạp trước cơn bão Covid-19 của Ấn Độ. Dù nhiều người Ấn Độ tỏ ra phẫn nộ với tốc độ hỗ trợ quốc tế chậm chạp, không ít người khác chỉ trích mũi dùi vào những người thân cận hơn. Thủ tướng Modi và đảng cầm quyền theo chủ nghĩa dân tộc Hindu của ông đã hứng nhiều chỉ trích vì dỡ bỏ hạn chế quá sớm và cho phép tổ chức các sự kiện lớn như vận động chính trị hay lễ hội tôn giáo. Nhiều người cho rằng ông Modi có vẻ đã tuyên bố thắng trận trước khi trận chiến kết thúc. Trong một bài viết trên Financial Times, Gideon Rajman viết rằng Ấn Độ và Modi đã trở thành con mồi của Covid-19. Ragnan cho rằng dù đây không phải dịch bệnh duy nhất, Modi vẫn mắc lỗi nghiêm trọng, trong đó có việc không thể dùng sự suy giảm ca nhiễm sau đợt đầu tiên để dự đoán làn sóng thứ hai. Ngoài ra, với tư cách là trung tâm sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, phần lớn nguồn cung của Ấn Độ lại được xuất khẩu. Tuy nhiên, New Delhi tháng trước phải áp Tuy nhiên, New Delhi tháng trước phải áp các hạn chế về xuất khẩu sau khi vấp nhiều chỉ trích trong nước giữa lúc tình hình COVID-19 diễn biến nghiêm trọng. Thay vì đối mặt với thất bại, chính phủ Ấn Độ đã nỗ lực che đậy chúng, thậm chí sử dụng luật địa phương khóa chỉ trích Modi trên Twitter, theo Adam Taylor. Tuy nhiên, ngay cả những người chỉ trích Modi gay gắt nhất cũng nói rằng ông không thể gánh hết trách nhiệm. Nhà văn Vidaya Krishnan tranh luận rằng đại dịch đã phơi bày những thất bại của hệ thống y tế Ấn Độ, những người Ấn Độ muốn tìm cách có cuộc sống khỏe mạnh hơn đã không thấy hoặc cố tình không thấy hố sâu ngày càng mở rộng. Hiện tại, họ ôm lấy những viên ngọc trai của mình khi những người thân không thể gọi xe cứu thương, bác sĩ, không có thuốc men hay là oxy, Krishnan cho hay. Đối với một thảm họa có quy mô như Ấn Độ, có rất nhiều bên phải chịu trách nhiệm. Những hồi chuông cảnh báo đáng lẽ phải được gióng lên từ ít nhất một tháng trước thay vì bị làm ngơ quá lâu ở cả trong nước và quốc tế. Các hồi chuông ở Ấn Độ giờ được chú ý phần lớn nhờ đây là một quốc gia lớn có dân số khổng lồ cũng như quy mô đợt bùng phát lớn. Nhưng nhiều quốc gia nhỏ, nghèo và ít kết nối hơn cũng đang phải đối mặt với những đợt bùng phát đáng lo ngại. Chúng ta đang thấy những đợt bùng phát tại các phần còn lại của thế giới. Nepal, Colombia và Malaysia có thể là những nơi tiếp theo. Matthew Kavanaugh, một trong số những học giả tại Đại học Georgetown nói. Brazil vẫn chứng kiến ca nhiễm tăng. Chúng ta cũng thấy những đợt bùng phát đáng lo ngại ở Namibia và Botswana. Nó thật đáng sợ. Taylor viết, thế giới đã ngủ quen trước các cảnh báo từ Ấn Độ và đang điên cuồng đối phó với cơn ác mộng. Nhiệm vụ bây giờ là không bỏ lỡ những lời cảnh tỉnh tiếp theo. Chứng kiến những gì xảy ra ở khắp Ấn Độ, các nước trên thế giới rất lo lắng. Nhiều nước đã cấm đi lại và ngừng các chuyến bay tới Ấn Độ. Trong bài phát biểu ngày 24 tháng 4, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã cảnh báo rằng nếu biến thể Ấn Độ lan tới Iran, nước này sẽ gặp vấn đề lớn. Ấn Độ có biên giới trên bộ với Pakistan, Nepal, Myanmar, Bhutan và Bangladesh. Một số khu vực biên giới rất lỏng lẻo, người dân hai bên qua lại hàng ngày. Nepal có biên giới chung với Ấn Độ ở Đông Bắc, đã có vài ca bệnh nhiễm biến thể Ấn Độ. Nước này có cơ sở hạ tầng y tế cũng như tiếp cận nguồn lực chữa bệnh hạn chế, làm giấy lên lo sợ không đủ điều kiện để đối mặt với đợt bùng phát dịch bệnh dữ dội như ở Ấn Độ. Nepal ghi nhận số ca mắc bắt đầu giảm hồi tháng 2, khi số ca mắc mới hàng ngày chỉ từ 50 đến 100 ca. Tuy nhiên, dịch bệnh đã bùng phát trở lại hồi giữa tháng 4, khi làn sóng dịch bệnh ở Ấn Độ ngày càng nghiêm trọng. Số ca mắc mới ở Nepal giờ lên tới hàng nghìn. Ngày 28 tháng 4, Nepal có 4.774 ca mắc COVID-19. Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, chính phủ Nepal đã áp đặt phong tỏa cục bộ ở một số thành phố, có hiệu lực từ 29 tháng 4 và sẽ kéo dài 15 ngày. Còn tại Bangladesh ở phía đông Ấn Độ, nước này cũng chứng kiến số ca mắc COVID-19 bắt đầu tăng trong tháng 3, đạt đỉnh đầu tháng 4, vượt xa các làn sóng dịch bệnh trước đó. Tuy nhiên, từ đó, số ca mắc đã giảm nhờ chính quyền áp đặt phong tỏa nghiêm ngặt và ngừng các chuyến bay. Ngày 26 tháng 4, Bangladesh đã đóng cửa biên giới với Ấn Độ trong 2 tuần, mặc dù vẫn cho phép hoạt động giao thương. Tại Pakistan, nơi giáp Ấn Độ ở phía Tây, nguồn cung oxy cũng đang gần hết. Các ca mắc mới ở Pakistan bắt đầu tăng từ đầu cho tới cuối tháng 3, phù hợp với xu hướng dịch bệnh ở Ấn Độ. Trong ngày 28 tháng 4, Pakistan có 201 ca tử vong vì COVID-19, cao nhất từ trước tới nay. Pakistan vẫn còn trên 88.000 người đang được điều trị. Bộ y tế Pakistan xác nhận chưa có ca nào mắc biến thể Ấn Độ, tuy nhiên, mọi hình thức đi lại từ Ấn Độ đã bị cấm từ ngày 19 tháng 4. Thủ tướng Pakistan Imran Khan lo lắng về việc áp đặt phong tỏa vì ông muốn tránh kịch bản này nhằm giữ sinh kế cho người nghèo. Tuy nhiên, ông cảnh báo nếu người dân không tuân thủ hướng dẫn phòng dịch, ông có thể không còn lựa chọn khác. Thưa quý vị, bản tin COVID-19 tối 29 tháng 4 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.